Phúc luôn xin chào mọi người nha. Hôm nay em về con Kawasaki TG20. Con này tâm liền nha. Máy hàng bãi chưa dọn mà nói chung là con này cũng còn rất đẹp nè. Bình xăng trắng tinh nè. Buri đồ cũng còn rất đẹp nha. Mới tinh luôn á. Đấy. Con này cắt cỏ gia đình thôi nha. Dòng này xài cũng ít thôi, mọi người xài nhiều không được ha. Con này cầm tay lái rồi đầy đủ nè. Đó, cạn cỏ rồi là nguyên zin nè. Đầu bò nguyên zin. Con này giá của con này là 850. Không bao ship nha. Hàng này em bán hàng chưa dọn, hàng bao hơi lửa nha. Nếu mọi người muốn dọn ok ngon lành là 1 triệu bên em bao ship nha. Còn chưa dọn thì em bớt cho mọi người 100.000 về mọi người xúc bình xăng ha, là vô là nổ là xài. Quá đẹp ha. Giá cũng mềm mại. Đó, tháng giêng. Đây, mọi người xem ưng ý thì mọi người lấy nha mọi người. Ốc ác còn rất đẹp nha. Rồi, Kawasaki TG20 ha. Đó, sử dụng gia đình. Đó, lâu lâu đem ra cắt cỏ ha, cắt dao được nè. Đó, tay lái được cũng còn ok nè. Nguyên zin hết, tay lái bản nhôm lớn luôn á. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ vào số điện thoại 034 434 170 để đặt hàng nhé.